Xin chào mọi người. Bây giờ đã là gần 11 giờ tối rồi. Trường mới đi quay quảng cáo về. Cách đây vài tiếng thì Trường có livestream để tâm sự và chia sẻ một đôi điều với các bạn, là bởi vì hôm nay là thứ Sáu, đúng là chúng ta có cái hẹn để đón nghe tập số 8 của Lam Trường 9PM Live. Nhưng bởi vì Trường cũng giống như ở trong lúc nãy livestream, Trường có xin phép mọi người là hôm nay cho phép Trường được tạm ngưng, không có giới thiệu ca khúc số 8. Bởi vì mấy hôm nay thì quý vị các bạn biết là Trường đang vừa tham gia xong chương trình là sống xanh Next Step. Thì đối với Trường thì là sống xanh là một cái dấu ấn, cũng đánh dấu một đoạn đường trong con đường âm nhạc của mình, cho nên Trường muốn dành vài ngày để nhớ đến là sống xanh. Và hy vọng là trong tuần tới chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với Lam Trường 9PM với tập số 8, một tập rất là đặc biệt xin gửi tặng cho mọi người. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều.